Buổi thứ 6, đúng không ạ? Buổi thứ 6 rồi thì các anh chị thấy rằng là những cái buổi live stream trước của em Thu đã giới thiệu về bản thân. Nhưng tuy nhiên em Thu vẫn, mỗi buổi live stream em Thu vẫn muốn là có rất nhiều các cô chú anh chị đã biết đến em Thu, nhưng nhiều anh chị em chưa biết em Thu đó là quê quán ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, đúng không ạ? Và em Thu xin tự giới thiệu một chút là em Thu sinh năm 1981. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1981. Em đến từ Hưng Yên. Đấy, và hiện tại em đã có một chồng và ba đứa con. Đó. Và buổi tiếp tục ngày hôm nay em mang đến tặng đến quý vị, đến quý cô chú anh chị một cái tiêu đề, tức là chúng ta lựa chọn một kênh đầu tư nào tốt nhất hiện nay, đúng không ạ? Và với cái tiêu đề đó thì em cũng muốn trao gửi đến quý cô chú anh chị em là, tức là gửi gắm qua cái tiêu đề này là quý cô chú anh chị em xem là cái buổi live stream của em Thu là nói lên những cái gì mà có thể các anh chị đang cần, đúng không ạ? Đang cần mà trong cái lúc mà kinh tế khó khăn như này, chúng ta tìm cái kênh đầu tư nào cho tốt nhất, đúng không ạ? Và bây giờ em Thu cũng xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Bây giờ là có 5 anh chị em rồi, thì em Thu cũng mong là những cánh tay của anh chị em nhà mình hãy là lan tỏa cái cơ hội này đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta, để giúp những cái người mà bây giờ người ta đang khó khăn, người ta đang tìm một cái cơ hội mới để cho họ biết đến. Và em muốn là các anh chị hãy chung tay cùng em Thu là giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta bằng cách chia sẻ live stream và tag tên bạn bè vào live stream của em Thu nhé. Chị chào nhà Nhung Nguyễn, chào em gái nhá, em chào anh Duy Thường, em cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và em mong các quý cô chú anh chị là ủng hộ em Thu và chung tay với em Thu để lan tỏa những cái cơ hội, những cái tư duy, những cái kiến thức mà em Thu đã học 3 năm qua và để trao cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Chúng ta giúp được ai cái gì thì chúng ta giúp, đúng không ạ? Chị chào Lục Hoàn nhá, chào em trai. Đó. Thì trước khi vào buổi live stream thì em Thu cũng đã giới thiệu bản thân rồi, đúng không ạ? Thì buổi 1 là em Thu đã giới thiệu bản thân và kể câu chuyện bản thân, tại sao em Thu lại thay đổi và em Thu lựa chọn cái công việc hiện tại, đúng không ạ? Và các anh chị có biết không, nhiều người người ta cứ bảo em Thu là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng em Thu không quan trọng cái điều đó. Em Thu không quan trọng cái những cái điều ong tiếng ve ở ngoài, và em Thu biết là cái giá trị của em Thu trong tương lai nó như thế nào các anh chị ạ, đúng không ạ? Em chỉ quan tâm đến là Việt Nam chúng ta, người thân của em Thu, bạn bè của em Thu và Việt Nam của đất nước mà nơi em Thu sinh ra, là em Thu muốn trao, muốn giá trị, em Thu muốn là góp một cái phần nhỏ nào đó để gửi đến một ai đó trong người thân, bạn bè và trong đất nước Việt Nam chúng ta mà thôi ạ. Và con chào cô Hà nhá. Tỷ phú con ngoài chưa tỷ phú đâu cô. Trong tương lai chắc chắn con sẽ là tỷ phú, nhưng hiện tại con chưa là tỷ phú. Cái gì cũng phải có thời gian, đúng không cô? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chúng ta trả lời người thân chúng ta, bạn bè chúng ta, cộng đồng chúng ta bằng kết quả, đúng không ạ? Và cô Hà chia sẻ live stream giúp con nhá. Chị chào Hoàng Đào. Đó. Thì trong em Thu đã ra 30 buổi live stream, 36 buổi live stream lần trước, đúng không ạ? Chính ra là 30 buổi, cách đây mấy tháng, đúng không ạ? Em ra 30 buổi live stream và em bonus là 6 buổi tiếp theo. Và hiện tại bây giờ trong khoảng hơn 2 tháng em lại trở lại với cái những cái buổi live stream trên trang cá nhân của em Thu. Và em tiếp tục ra một chuỗi live stream 30 ngày là về những cái sự học hỏi của em Thu, những cái kiến thức của em Thu đã học trong vòng 3 năm qua, đúng không ạ? Từ đọc sách, từ học các người thành công, đúng không ạ? Từ những video về tư duy, video về những cái điều tích cực và em Thu đã thu lạc được trong 3 năm qua và gói chọn trong buổi 30 buổi live stream khởi nghiệp thông minh 4.0 của em Thu. Và em Thu là trân trọng mời các quý vị, các quý cô chú anh chị em hãy vào live stream của em Thu và tag tên bạn bè và chia sẻ live stream giúp em Thu bằng cách là lan tỏa cơ hội này để giúp cộng đồng người thân chúng ta biết đến những cái cơ hội mới, đúng không ạ? Những cái kiến thức mới, những tư duy mới để chúng ta thay đổi đi, chúng ta không thể làm cây cũ được mãi, đúng không ạ? Vâng, em chào chị Thúy nhá. Chị chào, chào Công Hải.
Em xin chào tất cả quý cô chú anh chị em trong buổi livestream ngày hôm nay. Em chào chị Mai. Và hôm nay em sẽ tặng quý vị và quý cô chú anh chị một cái tiêu đề, tức là cũng có thể rất nhiều người quan tâm đấy ạ, đúng không ạ? Rất nhiều người quan tâm đó. Thì em cũng gửi đến các quý cô chú anh chị em là một cái tiêu đề là chúng ta phải lựa chọn, đúng không ạ? Lựa chọn kênh đầu tư nào tốt nhất hiện nay, đúng không ạ? Vâng, em chào chị nhá. Đây nhá, chị Mai đây. Chị Mai đây là một người là rất là tuyệt vời. Chị Mai đã tin tưởng cái mà cơ hội những người đi trước như chúng em đã trao cơ hội cho chị. Bởi vì chị cũng đang chị là một giáo viên, đúng không ạ? Chị là một giáo viên mà chị cũng chịu lắng nghe, chị tìm hiểu cơ hội để chị đã cho mình, tức là ra quyết định cho mình một cơ hội. Những cái người đi trước như em Thu là đã trao lại cho các anh quý cô chú anh chị. Và trong đó có ví dụ chị Mai cũng là người gọi là tư duy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Em chào chị Thúy Giám nhá. Chị mình chào bạn Ti Ti nhá. Đấy, bây giờ là có 10 quý cô chú anh chị em rồi. Trong đó là trong đây cũng có nhà đầu tư của em Thu. Em đã giúp các anh chị và có những anh chị mà trực tiếp em Thu không giúp nhưng mà cũng là trong tập đoàn của em Thu. Và em Thu trân trọng cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị em đã theo dõi livestream của em Thu và tag tên bạn bè và chia sẻ livestream giúp em Thu những buổi qua và hôm nay và những buổi sau, cho em trọn vẹn một buổi một cái chuỗi livestream 30 ngày thành công tốt đẹp nhất ạ. Em mở bản nhạc này các anh chị nghe có to quá không ạ? Em chỉ thích là nhạc nhẹ nhàng thôi. Những hôm nào mà anh Thường anh ấy ở đây ấy thì anh ấy và em Dung ở đây thì có thể mở cho em cái nhạc nó rộn ràng hơn một chút, gọi là bốc lửa hơn một chút, nhưng đối với em Thu em chỉ thích những cái thứ nhẹ nhàng, đúng không ạ? Hello chị, hello Nguyễn An nhá. Chào chàng trai của Unica. Đó thì bây giờ là bắt đầu em vào phần chia sẻ chính. Và các anh chị ạ, em xin phép được bắt đầu vào phần chia sẻ chính nhá. Em chào chị Phạm Thị Thanh Vân. Nếu các quý cô chú anh chị vào sau thì cũng thông cảm cho em. Khi em đang nói em chia sẻ thì em có thể là không nhìn được tất cả quý cô chú anh chị, hoặc là chưa chào được quý cô chú anh chị em, thì mong quý cô chú anh chị em thông cảm nhá. Và bắt đầu em chia sẻ phần chia sẻ chính nhá. Em sẽ uống nước và em chia sẻ. Chị chào Minh Phúc. Và các anh chị ơi, trong chúng ta ai cũng có một công việc kinh doanh, hoặc là một công việc ví dụ như đi làm thuê, đi làm công nhân, rồi làm nhà nước, đúng không ạ? Chúng ta ai cũng có công việc. Nhưng nếu như mà các anh chị cứ thấy đấy, ai trong chúng ta cũng là phải lựa chọn cho mình một cái nối đi. Ví dụ như từ trước nay các anh chị chọn cũng đã đúng rồi, nhưng theo thời gian, theo thời cuộc nó thay đổi, thì chắc chắn trong chúng ta, nếu như chúng ta lo cho tương lai phát triển và cuộc sống tốt hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn lại, đúng không ạ? Lựa chọn lại thì chúng ta bằng cách nào ạ? Chúng ta tìm hiểu bây giờ, tức là thời buổi công nghệ rồi đấy, internet rất là tuyệt vời rồi, cho nên chúng ta hãy tìm hiểu cho mình những cái kênh đầu tư tốt nhất. Và hiện tại là có những kênh đầu tư như là vàng này, bất động sản này, cổ phiếu này, trái phiếu này, rồi cổ phần, đúng không ạ? Cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Thì em Thu xin hỏi tất cả quý cô chú anh chị em, đúng là vừa rồi là có rất nhiều anh chị em là đầu tư vào các kênh ví dụ như là cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Vừa rồi là thời gian vừa qua, từ đầu năm 2022 đến nay là mất mát rất là nhiều. Và trong những cái việc kinh doanh đó, không phải là họ chọn sai đâu các anh chị ạ. Họ chọn, nhưng ví dụ như thế này các anh chị ạ, kiến thức, đúng không ạ? Kiến thức quyết định tất cả. Và nếu như người ta, không phải là người ta chọn sai, người ta chọn đúng, nhưng có thể là do người ta kiến thức chưa đủ tầm, đúng không ạ? Và các anh chị có biết không ạ? Cò đất bất động sản, từ các chị bán rau đấy, từ các chị bán rau, từ anh chị em công nhân tranh thủ thứ bảy chủ nhật được nghỉ, cũng là môi giới đất, có đúng thế không ạ? Cũng là trở thành môi giới đất. Chị chào Minh Thư Phạm nhá.
À, vâng, chị Mai bảo là đây là cơ hội tuyệt vời em ạ. Vâng, em chào, cảm ơn chị Mai. À, chị chào chị Kim Thơ nhá. À, chị Thu siêu giỏi. Chị cảm ơn Kim Thơ. Đó thì Kim Thơ có comment một câu là chị Thu siêu giỏi. Ở đây chị Thu không nhận chị Thu giỏi mà chị Thu muốn nhận những cái lời nhận xét từ các anh chị em, đúng không ạ? Bởi vì sao các anh chị biết không ạ? Nhiều anh chị em bảo tại sao em Thu lại giúp được những người ở Việt Nam của chúng ta định cư ở nước Đài Loan, nước Đức, và hôm qua em đã giúp được nhà đầu tư ở bên nước Áo, đúng không ạ? Tức là họ là người Việt Nam, đúng không ạ? Họ là người Việt Nam và họ là nhập quốc tịch, lấy chồng, sinh cơ lập nghiệp ở tại đó. Và tại sao em Thu giúp được? Cũng đơn giản thôi các anh chị ạ, rất đơn giản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái anh chị mà đã sang định cư ở nước ngoài là người ta cũng có cái tư duy, đúng không ạ? Người ta phải cũng qua trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả người ta mới có cái ngày hôm nay, đúng không ạ? Nhưng các anh chị biết không? Em Thu chia sẻ rất là đơn giản, em Thu chỉ phân tích. Ví dụ các anh chị sang đấy bao nhiêu năm rồi mà cách giờ anh chị xa quê hương như thế, xây dựng gia đình bên đó, các anh chị quay lại nhìn lại xem tài sản mình có những gì, đúng không ạ? Và em Thu lại phân tích, và cái những cái phân tích đó, và trong có một phần ở trong buổi live stream ngày hôm nay thì em Thu cũng mong quý cô chú anh chị hãy lắng nghe em Thu chia sẻ. Mà nếu trong cái buổi live stream ngày hôm nay các anh chị có thể rút ra được cái gì, hoặc là anh chị có một cái từ ki hoặc một cái câu đó gì tâm đắc đó, thì các anh chị có thể là áp dụng, các anh chị có thể là tìm hiểu và lựa chọn, đúng không ạ? Và em Thu cũng mong quý cô chú anh chị hãy thực sự cho mình một cái cơ hội để lắng nghe những người như em Thu và các anh chị khác đã chia sẻ trên live stream, để chúng ta có một cái gì đó để khiến chúng ta phải nghĩ lại, đặt câu hỏi tại sao và vì sao chúng ta phải cần thay đổi, vì sao chúng ta phải lựa chọn, đúng không ạ? Và hôm nay em đã chia sẻ cho các anh chị, hôm nay em bắt đầu chia sẻ cho các anh chị về cái tiêu chí là lựa chọn kênh đầu tư là tốt nhất hiện nay, đúng không ạ? Tóc ngắn dần rồi chị ơi, đúng rồi. Hôm nay chị Thu xinh quá, chị cảm ơn Kim Tơ nhá. Cảm ơn cơ hội tuyệt vời để em có 180 củ khoai hôm nay ạ. Chị chúc mừng Kim Thơ nhá, tuyệt vời quá đấy Kim Thơ các anh chị ạ. Kim Thơ đây là một, còn em á cứ tức là không phải là mình nâng cấp gì em mới lên đâu, mà thực tế là em Thơ là một người rất là tuyệt vời, cho đi rất là lớn các anh chị ạ, cho đi rất là lớn. Người ta bảo là cho đi rộng lượng chị sẽ đón nhận cừ khôi, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là chị rất là cảm ơn em Thơ. Chị đã học hỏi ở em Thơ rất là nhiều về những cái tấm lòng cho đi chị đã sẵn có rồi. Nhưng qua những cái thời gian đã gần các em là chị đã học thêm vào các em một cái tư duy tuyệt vời nữa, đó là mình phải cho đi rộng lượng hơn nữa để chúng ta sẽ đón nhận những cừ khôi vào tương lai, đúng không ạ? Em chào chị Quyên, em chào chị nhá. Và các anh chị biết không ạ, bây giờ chúng ta có rất nhiều kênh để chúng ta lựa chọn đầu tư hoặc kinh doanh, đúng không ạ? Ví dụ như các anh chị chọn kinh doanh truyền thống, ví dụ như các anh chị là chọn bán sản phẩm, đúng không ạ? Thì em Thu có nói một chút qua về bán sản phẩm, bởi vì em Thu đã từng trải qua bán sản phẩm, đúng không ạ? Một cái kênh em chọn để em thay đổi cuộc sống từ cái làm đồ gỗ mỹ nghệ, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, đúng không ạ? Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thì em đã chọn bán sản phẩm. Các anh chị có biết Herbalife không ạ? Herbalife thì chắc chắn một cái bữa ăn lành mạnh, một bữa ăn gọi là số 1 toàn cầu đấy, của ngài McHugh người Mỹ, đúng không ạ? Thì hơn 40 năm qua ông đã nghiên cứu cái bữa ăn lành mạnh đó, và chúng ta trên thế giới chúng ta dùng rất là nhiều, và nó đã được mệnh danh là bữa ăn số 1 toàn cầu, trong đó có em Thu biết đến. Và khi em Thu đã trải đấy, đã từng trải nghiệm cái sản phẩm đó và em Thu thấy tốt, em Thu đã chia sẻ cho rất nhiều người. Nhưng nếu như em Thu mà vẫn lựa chọn cái bán sản phẩm đó thì em Thu chỉ đứng vành ngoài ở cái công ty đó thôi. Em Thu có bán siêu giỏi cỡ nào đi chăng nữa, em Thu cũng chỉ là một người bán hàng thuê thôi các anh chị ạ. Chỉ là một người bán hàng thuê thôi. Đó, thì các anh chị thấy là khi đã làm thuê thì mình phải phụ thuộc hoàn toàn, đúng không ạ? Đã là làm thuê là làm theo người ta đấy. Còn ông tiến sĩ Lê Thẩm Dương có nói rằng là lão của mình không làm theo lão của mình, nhưng đi làm theo lão người khác, đúng không ạ?
Đó, thì em có nghe những cái video của tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng rất là nhiều, và những cái câu từ để khiến em suy nghĩ, suy ngẫm, đúng không ạ? Và em cũng thỉnh thoảng cũng nhắc cho anh chị em khi em chia sẻ cơ hội, đúng không ạ? Đấy, em Thu chia sẻ một chút xíu thôi, còn mỗi người có một lựa chọn riêng. Và các anh chị có biết là kênh đầu tư vàng không ạ? Việt Nam chúng ta rất là nhiều người tích vàng, đúng không ạ? Nhưng các anh chị thấy không? Cái tích vàng ngày xưa thôi. Bây giờ tích vàng các anh chị có biết ạ? Cái giá vàng nó rất là bấp bênh, đúng không ạ? Cái tức là cái kênh đầu tư nó cũng rất là tuyệt vời. Nhưng em Thu thấy là cái giá vàng có thể hôm nay hoặc ngày mai nó bấp bênh, nó tức là nó không ổn định. Đấy, cho nên là em Thu thấy là cái vàng ấy là một cái kênh đầu tư thì đối với em Thu là cũng chưa được tốt, đúng không ạ? Chưa được tốt. Đối với nhiều người tốt, nhưng đối với em Thu là chưa được tốt. Bởi vì em Thu đã có sự lựa chọn và chắt lọc những cái kênh đầu tư, đúng không ạ? Và tiếp theo là cái kênh đầu tư thứ hai là gì ạ? Kênh đầu tư thứ hai là về bất động sản các anh chị ạ. Em Thu cũng đã từng đi học hai buổi bất động sản. Em Thu cũng định là làm môi giới bất động sản. Nhưng em Thu thấy là sau hai buổi học, bởi vì trước đây em Thu là nghĩ là người đẻ ra người nhưng mà đất không đẻ được ra đất, và em Thu đã chọn cái kênh đầu tư đó. Nhưng em Thu mới đi học có 2 buổi thôi, nhưng em Thu thấy là nếu như mà chúng ta mua một mảnh đất, chúng ta cũng phải có kiến thức 8 tiêu chí. Và những cái tiêu chí để làm sao, ví dụ như là mình chọn cái nơi mà có cái thông tin chuẩn bị người ta mở đường, chuẩn bị người ta có cái khu công nghiệp hoặc một cái gì đó, khu du lịch sinh thái chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu mới tìm hiểu cái nơi đó. Và cái tiêu chí là giấy tờ phải hợp lệ này, đúng không ạ? Giấy tờ hợp lệ. Và nếu như chúng ta bỏ vốn ra mà buôn bán bất động sản, anh chị biết không, vốn không bao giờ có mấy trăm triệu mà mua được những cái mảnh đất ví dụ hàng nghìn mét vuông, đúng không ạ? Đấy, hàng trăm mét vuông, hàng nghìn mét vuông, mấy trăm triệu bây giờ là không mua được, đúng không? Đấy, các anh chị ở đây trong đây, nếu như có quý cô chú anh chị mà đã buôn bán hoặc là môi giới bất động sản thì anh chị đã cũng biết rồi, đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Thì các anh chị là đang buôn bán bất động sản thì cái thời gian vừa qua, hiện tại chứ không, và thời gian vừa qua và hiện tại, nó bây giờ hiện tại nó là gần như là đóng băng hết rồi. Gần như là đóng băng hết rồi, đúng không ạ? Và các anh chị biết không, nếu như các anh chị buôn bán bất động sản ấy, đúng không ạ? Các anh chị dịch chuyển bất động sản ấy, các anh chị không bao giờ 20 triệu, 50 triệu các anh chị mua được bất động sản, đúng không ạ? Đó, không bao giờ các anh chị mua được bất động sản. Đó là một cái gọi là từ số vốn nhỏ các anh chị sẽ không mua được bất động sản, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ trong chúng ta, đúng không ạ? Người giàu rất là ít, người nghèo thì người chưa giàu và rất là nhiều. Thì những cái số vốn nhỏ thế làm sao chúng ta mua bất động sản được, đúng không ạ? Vâng, cháu chào cô Thình, chào tất cả quý cô chú anh chị em mới vào sau nhá. Thì có đúng là chúng ta 20 triệu, 50 triệu, có thể 100 triệu chúng ta không mua được đất, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cần phải, muốn mua được mảnh đất chúng ta cần phải số vốn hàng tỷ đồng, đúng không ạ? Hàng tỷ đồng, mà kiến thức của chúng ta phải cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ phải cao thì chúng ta mới về đầu tư về bất động sản được, đúng không ạ? Đó, thì những cái tiêu chí ví dụ chúng ta, ví dụ là nó có 3 giai đoạn, một là lướt sóng bất động sản, hai là trung hạn và dài hạn. Nếu như dài hạn chúng ta phải tìm những cái đất ở quê, ở ven đô, đúng không ạ? Thì chúng ta mới làm sao, chúng ta mới 1-2 tỷ chúng ta mua những cái mảnh đó, thì chúng ta để 5 năm 10 năm, thậm chí 20 năm thì mới ra nhân lên cho chúng ta 5 lần 10 lần được, đúng không ạ? Nhưng chưa bao giờ bất động sản nhân đến 100 lần, đúng không các anh chị? Bất động sản chưa bao giờ nhân được 100 lần trong vòng 10 năm. Chưa bao giờ, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị buôn bán bất động sản là và môi giới bất động sản là phải hiểu cái này rồi, đúng không ạ? Các anh chị có những kiến thức. Em Thu chỉ đi học có 2 buổi thôi. Đó, em Thu quyết định không làm cái bất động sản, không đầu tư bất động sản. Bởi vì em Thu là người vốn ít. Cái đầu tiên là em Thu là không có vốn. Đấy, vốn rất là ít. Và cái thứ hai là nếu như mình học, có học được, nếu như người ta giỏi người ta học nhanh, nhưng mình học chưa giỏi bằng người ta, chậm hơn người ta là mình học chậm hơn, đúng không ạ? Nhưng trước sau nếu như mình kiên trì, mình theo một cái
gì đó, một cái kênh gì đó, hoặc một công việc gì đó mình phải kiên trì mình học sẽ được. Nhưng em Thu đây không phải là em Thu không học được, mà em Thu không học nữa. Sau hai buổi đó em Thu quyết định không học nữa. Và em Thu cũng đã từng, đó là về bất động sản, đúng không ạ? Là cái thứ hai về bất động sản. Và cái thứ ba, các anh chị ơi, cái thứ ba là về cổ phiếu, đúng không ạ? Và các anh chị biết là cổ phiếu của chúng ta kiến thức phải cực kỳ là cao thì chúng ta mới biết được để chúng ta mua thấp, đúng không ạ? Bán cao. Nếu như chúng ta không có kiến thức thì chúng ta thấy đang lên, chúng ta mua luôn. Nhưng đến khi chúng ta cần bán thì có thể là nó xuống thì chúng ta lại đại bán. Lúc đó lại sợ mất mà chúng ta lại bán. Đó là về phần cổ phiếu, là chúng ta là chưa có kiến thức. Nếu như các anh chị mà có kiến thức về bất động sản ấy, hoặc kiến thức về về cái cổ phiếu ấy, thì các anh chị hãy mua cổ phiếu, hoặc là các anh chị phải có vốn, đúng không ạ? Chúng ta phải thực sự có kiến thức thì chúng ta mới gọi là đầu tư về cổ phiếu được. Còn nếu như các anh chị mà không chưa có đủ kiến thức thì anh chị không nên đầu tư vào cổ phiếu. Bản thân em Thu cũng thế, đã từng qua rồi đấy, chưa thành công về lĩnh vực mua cổ phiếu đâu, đúng không ạ? Thì mình đâu có được học nhiều đâu, kiến thức mình chưa có, lại vốn thì ít, nhưng mà lại muốn nhanh giàu đấy. Người ta bảo là gì, ông Warren Buffett, ông nó có nói rằng là giàu, tức là cái ông có một, không biết là em nhớ là cái ông tỷ phú gì mà ông ấy hỏi ông Warren Buffett là tại sao không ai học cái cách tại sao người không ai theo để làm giàu như ông tỷ phú Warren Buffett ấy. Thì ông có nói một câu rằng đa số mọi người muốn giàu nhanh chứ mấy ai chịu giàu chậm đâu, đúng không ạ? Thì ông ấy là một người là muốn là tức là bản thân ông ấy là một người gọi là đầu tư, nhưng ông ấy là chỉ là đầu tư, là ông ấy chỉ chọn cái cách đầu tư chậm thôi, đầu tư về giá trị đấy, đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, đầu tư giá trị đấy dài hạn, chứ không phải là chộp giật ngắn hạn đâu ạ. Đó, người ta đầu tư mà người ta lại gì, người ta tức là người ta không phải no gì mất mát này, người ta đầu tư người ta không cần phải vốn lớn này, đúng không ạ? Vốn đến đâu người ta đầu tư đến đó. Đó, đó là cái về cái cổ phiếu ấy. Cổ phiếu, nếu như các anh chị mà lựa chọn đầu tư cổ phiếu ấy, thì em Thu khuyên một câu là các anh chị phải cực kỳ có kiến thức, phải học sâu đấy, đào sâu kiến thức đấy. Và nếu như các anh chị mà chưa đủ kiến thức thì em Thu khuyên đừng nên là đầu tư vào cổ phiếu, đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa được học, chúng ta chưa bồi bổ được kiến thức thì chúng ta ở cái thị trường đó nó sẽ vật chúng ta, không, tức là không thể mà xoay chuyển nổi đâu ạ. Đấy, và em Thu đã từng có cái kinh nghiệm, trải nghiệm qua cái đó rồi, em Thu chỉ chia sẻ lại thôi, đúng không ạ? Và trong cái bất động sản, trong cái kênh đầu tư vàng, đúng không ạ? Trong cái bất động sản, đúng không ạ? Thì và trong cái cổ phiếu thì em Thu cũng đã từng là biết rồi, biết và cũng đã từng có cái những cái trải nghiệm, có cái kinh nghiệm rồi. Người ta bảo có sự trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm rút ra, đúng không ạ? Và em Thu đã từng rồi. Và em Thu muốn là lên live những cái buổi live stream, em Thu muốn là lan tỏa cái cơ hội, những cái kiến thức và những cái cơ hội đến quý cô chú anh chị. Và trong buổi hôm nay là em Thu muốn là các anh chị hãy chọn cho mình một kênh đầu tư tốt nhất, đúng không ạ? Theo cái kiến thức của chúng ta. Nếu như chúng ta mà chưa có kiến thức thì chúng ta đừng vội bám vào nó, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta mà vội bám thì chúng ta chắc chắn sẽ không thành công đâu ạ, đúng không ạ? Đó, thì nhiều các anh chị em ấy thì được những cái người khác tư vấn cho mua con cổ phiếu của cái mã cổ phiếu nào đó, ví dụ như là Coca-Cola sắp chia cổ tức rồi đó, thì nói rất là ngon, đúng không ạ? Bản thân em Thu bây giờ vẫn có rất nhiều em gọi đến tư vấn, họ lấy được số điện thoại của mình xong là họ gọi và họ tư vấn, và họ kết bạn Zalo, Thu vẫn chấp nhận kết bạn Zalo bình thường. Và Thu thấy là bởi vì Thu những cái đó Thu đã từng gọi là nếm mùi rồi, đã từng gọi là trải qua và có cái kinh nghiệm trong đó rồi, thì các em ấy gọi đến, các em phân tích, Thu vẫn lắng nghe mà các anh chị ạ, bao giờ Thu cũng lắng nghe, Thu vẫn lắng nghe. Sau đó, sau cái lắng nghe đó, tìm hiểu đó, em Thu mới nói lại với các em rằng cái này chị cũng đã từng trải qua rồi, chị cũng đã có kinh nghiệm về cái này rồi, nhưng bây giờ em làm sao cho chị biết được cái mà em đang giới thiệu cho chị rất là cảm ơn, nhưng em cái mà cái mã cổ phiếu em đang giới thiệu cho chị biết là có Coca-Cola thật, chị biết là có cái xe Porsche thật, nhưng
cái đó là từ cái sàn nào và cái sàn đó là nó ra đời như thế nào, tức là mình phải tìm hiểu cái nguồn gốc của cái sàn nào đó. Nhưng bản thân em Thu không đầu tư vào đấy, bởi vì đầu tư vào đấy thì là mình phải có kiến thức, và mình phải có, tất nhiên có phải có kiến thức kinh nghiệm thì mình mới làm được, đúng không ạ? Đúng rồi, anh Di Thường có nói là kiến thức tức là thiếu kiến thức thừa lòng tham, chính xác, đúng không ạ? Thiếu kiến thức thừa lòng tham là gì? Kiến thức là mình chưa được học, lòng tham là mình tham, đây là không phải là tham lấy gì của ai, mà tham là mình tham muốn giàu nhanh các anh chị ạ, vốn ít nhưng mà muốn giàu nhanh, không chịu giàu chậm, là chúng ta có thể bay đi trong vòng một lốt nhạc, đúng không ạ? Nếu chúng ta mà lướt mua cổ phiếu đó. Chị chào Quế nhá. Hello chồng yêu, chồng em hôm nay cũng vào đây ạ. Em chào chị Doãn Thúy, em chào 21 quý cô chú anh chị em nhé. À, chị chào Nghiêm, chào Trung. Đó, đây ở đây rất là nhiều các anh chị em. Vâng, anh Thường có nói là kinh nghiệm có nghĩa là nghiệm mà thấy kinh. Cảm ơn anh Thường nhé. Đúng rồi, nếu như mà kinh nghiệm, nghiệm mà thấy kinh, tức là khi em đã là chưa thành công về lĩnh vực lướt sóng sân sàn, rồi mua những mã cổ phiếu ấy, thì quay lại những cái mình chưa thành công đó, mình đúng là nghiệm thấy kinh thật, đúng không ạ? À, em cảm ơn anh Duy Thường nhé, có một cái comment rất là tuyệt vời. Đúng rồi, nhanh đến thì nhanh đi, cái gì cũng có mặt trái mặt phải, đúng không ạ? Thì chúng ta bây giờ chúng ta làm gì? Đầu tư vàng chúng ta cũng này rất là bấp bênh. Đầu tư bất động sản thì bây giờ hiện tại các anh chị đã biết rồi đấy ạ. Đấy, bong bóng thổi cao phòng lên, đúng không ạ? Cuối cùng với những người dân chúng ta chịu thôi. Và những cái anh em mà thiếu kiến thức ấy, thấy là có thể là môi giới, có thể là còn không sao, nhưng đã dính vào để lắm giữ một mảnh đất nào, một hai mảnh đất nào đó. Và cái chuyện vay ngân hàng bây giờ là anh chị biết rồi, đúng không ạ? Bây giờ nó đóng băng. Mà các anh chị biết không? Cái đất nền ấy, thì nếu như nó là một cái gọi là, em Thu thấy là nó là một cái vết dầu loang, ít nhất phải 3 năm sau, đúng không ạ? Ít nhất phải 3 năm sau thì các anh chị bắt đầu mới biết cái đất bắt đầu nó mới nhích chuyển lên được một tí. Còn bây giờ là không có cái chuyện nhích chuyển đâu ạ. Còn các anh chị em nào mà trụ được thì để, còn các anh chị em nào mà không trụ được thì hãy cho ra dần đi. Bây giờ có thể lỗ ít thôi, nhưng có thể các anh chị mà đi vay ấy, trong vòng 1 năm sau cái lãi của ngân hàng bây giờ nó rất là cao, thì các anh chị có thể là mất rất là nhiều nếu đằng nào quyết định mà bán ấy. Đó, đó là cái lời khuyên của em Thu. Em Thu đã nếm trải mùi đó rồi. Đó, và cái đấy là cái bất động sản. Còn về cái phần cổ phiếu, và các anh chị hãy là tạo cho mình học một cái kiến thức đầy đủ thì các anh chị hãy là mua cổ phiếu. Và các anh chị biết không, cổ phiếu vốn cũng đâu có nhỏ đâu, vốn phải lớn, đúng không ạ? Nếu vốn nhỏ thì được bao nhiêu đâu ạ? Phải vốn lớn, đúng không? Đó, cho nên là em Thu đã chắt lọc những cái kênh đầu tư. Trong 4 kênh đầu tư, và em Thu bây giờ em Thu đã chọn là đầu tư cái thứ tư, đó là cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Đó, cổ phần doanh nghiệp trước IPO chúng ta đâu có cần vốn nhiều. Tất nhiên chúng ta phải có kiến thức để tìm hiểu, và tìm hiểu cái gì trước, cái gì sau, đúng không ạ? Và trong đó là em Thu muốn chia sẻ với các anh chị rằng là các anh chị hãy cho mình một cơ hội, hãy lắng nghe những người đi trước, những người thành công, những người đi trước, và người ta tìm hiểu, người ta nắm giữ như thế nào, để cho chúng ta, cho mình một cơ hội. Cổ phần doanh nghiệp thì cái mình phải tìm được cái doanh nghiệp đó đấy, họ phải sản xuất về cái lĩnh vực gì, sản phẩm gì để sinh lời cho sinh ra lợi nhuận để trả cho chúng ta, thì chúng ta là mới góp vốn, mới nắm giữ cái cổ phần của doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Lên đầu tư vào kiến thức, chính xác, em cảm ơn anh Duy Thường. Em Kim Thơ có nói rằng bất động sản nằm đó rồi, tập trung đầu tư cổ phần thôi chị à, chính xác. Đó, bởi vì bây giờ chúng ta có mua ấy, vốn của chúng ta chết đấy ít nhất phải 3 năm nữa. Đó, nếu mà đất nền ấy ạ. Đúng rồi, bán là hết. Đấy, đúng không? Bán là hết, bởi vì nếu như chúng ta mà bán đi, có ví dụ là nhân đôi, nhân 3, đúng không ạ? Ví dụ mua 1 tỷ, bán được 3 tỷ đi. Trong vòng 3 đến 5 năm chúng ta bán được 3 tỷ hay 5 tỷ đi. Đó, Thu cho là nhân 4 nhân 5 lần đi. Nhưng chúng ta bán đi là chúng ta chỉ có cái số tiền đó thôi, chúng ta không có số tiền lớn, nhân lớn lên được, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là 5 tỷ, ví dụ là 1 tỷ rồi được 5 đi, được 5 thì trừ gốc đi còn 4 tỷ. Nhưng các chị bán đi rồi, đúng không ạ? Các anh chị bán đi rồi thì các anh chị lại phải lấy cái tiền đó, các anh chị đi tìm những cái chỗ khác,
lại bắt đầu là đi tìm những cái thông tin để chúng ta lại tìm một lô nào đó, một mảnh nào đó thì chúng ta bắt đầu tiếp tục. Thì có đúng là gia công chúng ta đi tìm không ạ? Gia công chúng ta đi tìm để chúng ta mua vào bán ra liên tục không ạ? Rất là đau đầu đúng không ạ? Vậy vậy nên này em Thu đã chắt lọc những cái thông tin, những cái kênh đầu tư để lựa chọn cái nào hơn, cái nào mà cảm thấy mình là ok thì mình đầu tư, còn không thì thôi. Cô nha khoa Minh Thịnh, cô có nói rằng bất động sản là sản bất động, đúng rồi cô ạ. Nhất là cái thời gian này đúng không cô? Bây giờ đóng băng tất cả rồi đấy, ngân hàng người ta siết chặt rồi, người ta đâu có cho vay nữa đâu ạ, đúng không ạ? Đó, bởi vì là bây giờ các anh chị thấy là bất động sản ấy thì nó rất là tức là nó họ thổi bong bóng lên, thổi phồng lên đúng không ạ? Đấy cho nên là nó mới dễ thổi, càng phồng to bao nhiêu càng dễ vỡ bấy nhiêu, đúng không các cô chú anh chị? Đấy, chúng ta cứ hình dung như quả bóng bay đấy, chúng ta càng thổi lớn bao nhiêu, nó giãn ra thì nó dễ vỡ bấy nhiêu đúng không ạ? Đó, thì bởi vì đó là em Thu đã biết được cái không nên đầu tư vàng nếu mình vốn ít, không nên đầu tư bất động sản khi mình vốn ít và mình chưa đủ những cái kiến thức, và không nên là đầu tư cái cổ phiếu khi mình chưa có đủ kiến thức và vốn của mình chưa lớn, đúng không ạ? Và em Thu đã quyết định là, bản thân em Thu đã ra quyết định là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và em Thu đã chọn, bởi vì trong cổ phần doanh nghiệp không phải là một doanh nghiệp, một công ty đâu ạ. Rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều công ty, đúng không ạ? Nhưng em Thu là chọn, bởi vì em Thu đã từng trải đấy, nước sóng sân sàn, và em Thu đã từng trải những cái kinh nghiệm đó và rút ra đấy, rút ra được cái kinh nghiệm để khi em Thu lựa chọn cái cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và những cái doanh nghiệp khác em Thu đã đọc những cuốn sách và em Thu biết là lựa chọn như thế nào cho đúng. Và hiện tại bây giờ em Thu là lựa chọn là trong từ năm 2020 em Thu đã nắm giữ cái cổ phần của doanh nghiệp của một tập đoàn tỷ đô, của nhà khoa học Anatoly Yunuski người Nga, đúng không ạ? Người Belarus của Nga. Thì các anh chị có biết là khi một nhà khoa học người ta chỉ là nghiên cứu, người ta chỉ sáng lập ra, nhưng ít ai người ta làm thành hiện thực, đúng không ạ? Có thể người ta nghiên cứu ra, có thể là người ta sáng lập ra, nhưng người ta chỉ bán cái nghiên cứu đó thôi, người ta chỉ bán cái sáng lập đó thôi, người ta không gọi là người ta không thực hiện cái người ta sáng lập và người ta nghiên cứu. Nhưng cái em Thu lựa chọn cái doanh nghiệp này là chính nhà khoa học, ông tự nghiên cứu đấy hơn 40 năm, đúng không ạ? Nghiên cứu hơn 40 năm mới ra được cái công nghệ đấy. Thì hơn 40 năm nghiên cứu và ông đã cho nó ra thành hiện thực, một sản phẩm thật. Thì theo các anh chị, một nhà khoa học, đúng không ạ? Và ông là một người, là một trong 7 vĩ nhân thế giới, một trong 100 người đã được cấp đất ngoài hành tinh, thì các anh chị có đủ tin tưởng để các anh chị nắm giữ cái cổ phần của tập đoàn của ngài không ạ? Nếu theo như các anh chị có đủ niềm tin không ạ? Với em Thu là tin 100%, 200% ấy, đúng không ạ? Bởi vì không tin làm sao em ngồi đây em chia sẻ cho được. Nó là thật các anh chị ạ. Mình đầu tư phải nhìn được cái sản phẩm trong tương lai có tiềm năng hay không, đúng không ạ? Và ngài đã là người trực tiếp nghiên cứu hơn 40 năm, sáng lập ra và tự ngài nó cho nó từ cái bản vẽ, từ những cái 3D thành hiện thực như ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, em chào anh Nguyễn Hữu Bắc. Và các anh chị ơi, anh Nguyễn Hữu Bắc là hiện tại anh Nguyễn Hữu Bắc hiện tại anh đang ở tại Dubai, đúng không ạ? Anh Bắc có phải ở Dubai không ạ? Anh Bắc có thể comment lên giúp em ạ. Anh Bắc hiện tại đang ở Dubai, và anh Bắc cũng như em Thu cũng là cổ đông của tập đoàn, cũng là cổ đông của tập đoàn Unisky đó. Bởi vì anh đang trực tiếp, hầu như là tuần nào anh cũng đến, đúng không ạ? Đến công trường, đến chỗ công ty để xem những cái con tàu, những cái sản phẩm, và anh đã góp những số vốn nhỏ của mình vào đó. Đó, bản thân em Thu chưa được sang Dubai, bởi vì năm ngoái đi thì nó dịch, tháng 3 vừa rồi đi nó dịch, em Thu không đi được, đúng không ạ? Và em Thu chắc chắn là năm nay gần Tết rồi, nhưng chắc chắn là sang năm em Thu sẽ đi được. Sang năm em Thu sẽ đi được. Và em Thu cũng muốn là mình sang tận nơi. Các anh chị sang em đã có đủ niềm tin rồi, nhưng đây em sang không phải là chứng thực, là để em niềm tin lớn hơn nữa, chỉ là một phần thôi. Nhưng em muốn sang
là em chứng kiến em được ngồi lên trước khi thành công. Các anh chị ạ, đó, em muốn ngồi lên trước khi thành công. Đó, thì bây giờ các anh chị bảo nếu như đấy, chúng ta mà tìm hiểu một cơ hội nào đó, một doanh nghiệp nào đó, thì chúng ta tìm hiểu từ đâu trước, đúng không ạ? Các anh, theo các anh chị là các anh chị sẽ tìm hiểu từ đâu trước ạ? Các anh chị có thể comment cho em Thu biết không ạ? Trong đây có 17 quý cô chú anh chị, thì các quý cô chú anh chị đã là cổ đông của tập đoàn và các quý cô chú anh chị chưa là cổ đông của tập đoàn, thì có thể comment cho em Thu biết là khi chúng ta lựa chọn kênh đầu tư nào đó, chúng ta cần tìm hiểu cái gì ạ? À, chị Thúy Doãn có nói là hẹn ngày gần nhất chị em mình đi Dubai, nhất trí chị. Đó, chúng ta sẽ sang để trải nghiệm những cái con tàu mà những số 4, đấy, những cái con tàu, những cái đứa con tinh thần của chúng ta mà những cái số 4 chúng ta đã góp vào đó, đúng không ạ? Đúng rồi, anh Duy Thường nói là người sáng lập. Thế còn 16 quý cô chú anh chị thì sao ạ? Thì sao ạ? Chúng ta tìm hiểu những cái gì trước ạ? Như anh Duy Thường nói là người sáng lập, tức là cái ngài chủ tịch này này các anh chị ạ. Đó, chúng ta phải tìm hiểu cái con người của ngài. Người là ai? Có đáng để chúng ta góp vốn vào hay không? Đúng không ạ? Có đủ tâm, tầm, tài, tuệ để chúng ta gửi gắm những cái số vốn nhỏ của chúng ta không ạ? Đó, người ta là một nhà khoa học mà, đúng không ạ? Một nhà khoa học mà người ta nghiên cứu ra, người ta sáng lập ra. Người ta không chịu bán cái công nghệ, cái nghiên cứu và cái sáng lập của người ta đâu. Và ông đã chọn là tự tay ông nghiên cứu, đầu ông nghĩ ra, sáng lập ra. Đó, nhưng ông phải tự tay ông làm thành hiện thực. Bởi vì đó là các anh chị bảo, nếu như một người vì tiền, đúng không ạ? Như ngài chủ tịch Anatoly Yudiki, nếu như ngài mà vì tiền thì việc gì ngài phải vất vả đến ngày hôm nay hơn 70 tuổi vẫn làm việc. Đấy, ngồi trên máy bay vẫn làm việc ngày đêm. Đó, thì có đúng là nếu như ngài chủ tịch mà vì tiền thì ngài chỉ cần bán một cái sáng lập, một cái gọi là bản thiết kế của ngài thôi cũng đã ăn hết vài đời của ngài rồi, đúng không ạ? Nhưng đây là 200 phát minh và bằng sáng chế mà ngài không bán, mà ngài muốn tự tay ngài xây dựng nên thành hiện thực, thì có đúng là vì sứ mệnh không ạ? Đúng không ạ? Các anh chị có thấy là có đúng là sứ mệnh không ạ? Đúng rồi, anh Thường có nói là sản phẩm đón đầu xu thế. Đây em đang nói, đầu tiên em rất cảm ơn anh bình luận của anh Thường. Nhưng đây em đang nói sâu về cái người mình tìm hiểu là về con người trước, đúng không ạ? Như anh Thường đã nói rằng là phải tìm hiểu người sáng lập, tức là ngài chủ tịch ạ. Đấy, thì nếu như mà quay lại vấn đề nhá, thì là nếu như mà ngài chủ tịch vì tiền thì không bao giờ, đấy, đối với em Thu nghĩ là không bao giờ ngài vất vả đến bây giờ. Ngài đã bán những cái nghiên cứu của ngài ấy, những cái ngài sáng lập ra, thì việc gì ngài phải làm vất vả đến hơn 70 tuổi bây giờ vẫn làm việc, đúng không ạ? Các anh chị có biết những cái bức ảnh mà ngài đội cái mũ bảo hộ và ngài đứng giữa cái trời nắng của Dubai không ạ? Nhìn ngài rất là tội, bởi vì là hơn 70 tuổi rồi, đến bố mẹ mình 70 tuổi đấy cũng không vất vả như thế, mà đây mà ngài làm vì sứ mệnh, vì hàng bao nhiêu triệu dân trên cả toàn cầu, đúng không ạ? Thế có đúng là các anh chị ấy, nếu như mà một người, người ta không vì sứ mệnh mà người ta chỉ vì tiền, việc gì người ta phải làm như vậy, đúng không ạ? Mà các anh chị ạ, ngoài những cái việc đó còn rất là nhiều người có cái tư duy gọi là không chịu lắng nghe, không chịu hiểu biết, và đã nói với ngài những cái câu không đáng nói mà ngài vẫn chịu được. Em thương nhất chủ tịch là có một cái ảnh ngài chủ tịch ôm đầu như này, và ngài đăng bài cách đây khoảng độ gần một tháng ấy các anh chị ạ. Đó, tức là có những cái lời nói xúc phạm đến ngài, nhưng ngài không chấp, ngài không để ý đâu. Nhưng em thấy là từ cái bức ảnh đó và những cái câu ở trong cái bài của chủ tịch đăng mà Google dịch ra đấy, thì em thấy thương chủ tịch vô cùng. Đấy, càng đáng kính, càng thương chủ tịch, càng cảm thấy ngài vĩ đại biết nhường nào, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ trong các quý cô chú anh chị, nếu như mà ngài làm ăn không đàng hoàng, đúng không ạ? Ngài làm ăn không đàng hoàng, ngài làm ăn với cái như những cái dự án
ở ngoài cộng đồng kia thì liệu có tồn tại trong gần 9 năm qua không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Đối với em Thu nghĩ là không bao giờ, chỉ cần mấy tháng hoặc một năm thì đã bị xã hội người ta đào thải rồi. Nhưng đây từ năm 2014 bắt đầu thu hút vốn cộng đồng toàn cầu qua trang web, qua internet. Đấy, từ số vốn rất là nhỏ mà chúng ta cũng có thể là gì? Chúng ta cũng có thể là nắm giữ được những cái cổ phần gốc của tập đoàn, của một nhà khoa học vĩ đại như ngài Anatoly Yudkin, đúng không ạ? Đúng rồi, cần 4 tiêu chí. Con cảm ơn chú Hường nhé. Chú Hường đây là bố của Tốt Đặng Phi Công các anh chị ạ. Em giới thiệu một chút về chú Hường nhé. Chú năm nay cũng 70-71 rồi ạ, đúng không ạ? 70-71 rồi. Cháu không rõ chú là 70 hay 71, nhưng chú là một người rất là nhiều tuổi rồi, nhưng chú đã hiểu được cái giá trị, hiểu được cái giá trị đấy, cái cốt lõi của cái giá trị cốt lõi của cái cổ phần của cái doanh nghiệp của nhà khoa học này là như thế nào. Và chú đã từng lên live stream, chú bảo đây này, em nghe nhất là cái câu là đến chú già như thế này, đúng không ạ, mà chú còn hiểu được ra, mà tại sao các cháu trẻ, mà tại sao các cháu không hiểu được cái giá trị của cái người sáng lập, của cái ông chủ tịch này, đúng không ạ? Đấy, cháu rất là cảm ơn chú Hường đã lan tỏa đến những cái lời chia sẻ từ đáy lòng, từ trái tim, cảm nhận của cái công nghệ này. Cái công nghệ này nó đang cứu hành tinh chúng ta, đúng không ạ? Mà trong đó cái hành tinh này, chúng ta đang ở cái hành tinh này đấy ạ. Chúng ta đang ở cái hành tinh này mà tại sao chúng ta không ủng hộ mà chúng ta lại nói những cái lời xúc phạm đến ngài? Đấy, thì có đúng là các anh chị là vô tâm không ạ? Đó. Như bản thân em Thu và một số các anh chị em cổ đông đầu tư lúc đầu ấy, chỉ cần là thôi, chỉ cần 1 triệu cổ phần thôi là đủ. Nhưng anh chị có biết không, cái bản thân em Thu ấy và chồng của em Thu ấy là cố gắng làm sao ngoài ăn tiêu, duy trì cuộc sống, tất cả là ủng hộ với ngài. Em Thu bán đất cách đây là tức là cuối tháng 3 năm 2021, em Thu đã bán đất đi để em Thu góp vốn vào với ngài chủ tịch. Nhưng xung quanh nhà em Thu đều bảo là em Thu là mới xây nhà lợ nhiều quá, bán đi để trả lợ không đủ. Vâng, em cảm ơn những người đã nói thế để cho em có động lực. Em có động lực để em nắm giữ thêm cổ phần. Em rất là cảm ơn các cái, những cái người có những cái lời đó để em có cái sức mạnh, để em dùng cái đó là những cái bàn đạp để vợ chồng em nắm giữ nhiều cổ phần. Và bây giờ em lan tỏa cơ hội bằng cách là lên live stream chia sẻ để cho quý cô chú anh chị để nắm giữ những cái cổ phần giá trị này. Thứ nhất, để quý cô chú anh chị sẽ có cuộc sống thay đổi trong vài năm tới. Thứ hai là các anh chị là góp công với ngài chủ tịch, là cánh tay nối dài của ngài chủ tịch, để làm sao để nhanh cái công nghệ này nhanh ra thị trường, để thành công nhanh nhất có thể, để cứu cái hành tinh này, đúng không ạ? Đó là cái về cái con người để chúng ta cần tìm hiểu, để chúng ta tránh cái sự mất mát về tiền bạc. Mà các anh chị biết là một đồng tiền bây giờ chúng ta làm ra rất là vất vả, không ạ? Và cái điều chúng ta mất tiền là điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Đấy, các anh chị thấy không? Vừa rồi những cái lướt sóng sân sàn và những cái đồng coi mà chưa đủ kiến thức, rất nhiều anh chị em mất nhà, mất cửa, mất đất, vợ chồng tức là chia tay vì những cái món gọi là mất tiền đó ạ. Mất tiền về những cái gọi là lướt sóng sân sàn và những cái mua cái đồng coi ấy, bị thất bại đấy. Thì em Thu cũng muốn là trong buổi live stream hôm nay và tất cả những buổi live stream trước và sau tới đây, em Thu muốn các anh chị bây giờ là khó khăn về kinh tế, hãy lắng nghe, hãy cho mình một cơ hội để tìm hiểu cái công nghệ của ngài, đúng không ạ? Tìm hiểu cái công nghệ có đúng như em Thu và tất cả quý cô chú anh chị đã đang lan tỏa với cái cộng đồng này hay không, để chúng ta nắm giữ đấy, một ít thì chúng ta nắm giữ ít, nhiều thì chúng ta nắm giữ nhiều, đúng không ạ? Nếu như mà nó không giá trị, làm sao một cái ông quốc vương Dubai, một cái ông có tầm ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay, và một cái ông có tầm nhìn gọi là 300-400 năm mà người ta lại đón nhận và người ta cấp 40 cho ngài chủ tịch, đúng không ạ? Năm 2019, ông quốc vương Dubai, ông đã cấp 4 cho ngài chủ tịch là 28 hectare đất để làm khu thử nghiệm bây giờ đấy ạ. 28 hectare đất và trị giá 750 triệu đô. Nếu như một cái công nghệ của ngài chủ tịch này nó không đột phá, nó không độc quyền,
đúng không ạ? Thì liệu cái người mà có tầm ảnh hưởng như thế, cái người mà có tầm nhìn hàng 300-400 năm như thế, liệu người ta có đón nhận hay không ạ? Nếu như các anh chị, đúng không ạ? Theo các anh chị, liệu cái người đó người ta đánh giá một cái công nghệ, đánh giá một cái dự án của Ngài Chủ tịch này, liệu người ta có ủng hộ và cấp đất không cho không ạ? Và vừa rồi đấy các anh chị ạ, ở Syria đấy ạ, Syria người ta đã cấp cho gần 13 triệu đô tiếp tục nữa đấy ạ. À, cách đây 2 hôm thì phải. Đó, thông tin liên tục, ngày nào cũng có thông tin. Đó, thì nếu như các anh chị mà quan tâm để chúng ta tìm hiểu một cái cơ hội, một cái kênh đầu tư nào đó để chúng ta từ số vốn nhỏ mà chúng ta là sẽ giàu có trong tương lai. Mà đây là giàu có, đây là giàu có không phải là theo cái sự gọi là chộp giật đâu nhá. Mà giàu có đây là giàu có hạnh phúc trường tồn các anh chị ạ. Vâng, em cảm ơn chị Diệu Như Hiền. Nói đến Ngài Chủ tịch thì thực sự ra em nói cả ngày không hết ạ. Bởi vì những biết ơn Ngài, biết ơn Ngài đã sáng lập ra, đã nghiên cứu ra để giải cứu cái hành tinh này, đúng không ạ? Và các anh chị biết không ạ? Cái điều thứ hai để các anh chị, em Thu muốn gửi đến các anh chị là chúng ta tìm hiểu về cái thứ hai, bốn tiêu chí như chú Hường đã nói, bốn tiêu chí. Đấy, rất con rất cảm ơn chú Hường ạ. Chú Hường đã nói là phải tìm hiểu là bốn tiêu chí. Thứ nhất là về con người, tức là Ngài Chủ tịch. Đó, chúng ta muốn hợp tác với ai, chúng ta phải tìm hiểu cái con người đó có đáng tin cậy để chúng ta hợp tác hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta phải nhìn vào cái sản phẩm, cái sản phẩm của cái doanh nghiệp đó trong tương lai nó có phát triển hay không, nó có tiềm năng hay không, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị biết bây giờ giao thông nó như thế nào rồi ạ? Ùn tắc giao thông, đúng không ạ? Tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, đấy, chi phí lại cao. Thì cái bốn cái đó mà cái công nghệ, cái sản phẩm của Unikai này nó giải quyết được tất các anh chị ạ. Thì có đúng là cái vấn đề lớn của toàn cầu bây giờ tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm không ạ? Và nhất là chi phí rất là cao. Thì có đúng là các anh chị, theo các anh chị, một cái dự án mà giải quyết cho cả toàn cầu, đúng không ạ? Cả toàn cầu về những cái vấn đề bây giờ nhức nhối cả toàn cầu đang quan tâm mà chưa tìm ra cách giải quyết, thì các anh chị thấy nó có giá trị không ạ? Có đáng để đầu tư không ạ? Đúng rồi, anh Tuyến đô la anh có nói là tài sản tạo ra dòng tiền, đúng không ạ? Chính xác đấy anh ạ. Đấy, thì muốn có dòng tiền thì chúng ta phải tìm hiểu cái dòng tiền đó nó đang đi về đâu. Và có đúng bây giờ cái dòng tiền cả thế giới đang đổ về Unica không ạ? Theo các anh chị đã đầu tư rồi đấy, thì có đúng là cả dòng tiền cả thế giới đang đổ về cái công nghệ Unica không ạ? Thì chúng ta là người tìm hiểu và chúng ta biết là cái dòng tiền nó đang chảy về đó thì chúng ta phải đón đầu nó thôi, đúng không? Đón đầu xu thế chứ chúng ta đừng chạy theo xu thế. Nếu như chúng ta chạy theo thì chúng ta thì mãi chỉ là chạy theo. Mà chúng ta khi kiệt sức thì chúng ta mà sao mà đuổi được, đúng không ạ? Đó là điều em Thu muốn nói là cái tiêu chí thứ hai. Còn cái tiêu chí thứ ba là về pháp lý có rõ ràng hay không, có đầy đủ để cho người ta gọi vốn này, có minh bạch rõ ràng hay không, đúng không ạ? Người ta có làm ăn thật hay không, để chúng ta phải có cái tiêu chí đó, là cái tiêu chí thứ ba. Còn cái thứ tư đó là cái quyền lợi khi các anh chị nắm giữ cái cổ phần đấy, các anh chị có những cái quyền lợi gì? Điều đầu tiên là các anh chị sẽ được là trở thành cổ đông của tập đoàn tỷ đô. Cái thứ hai là các anh chị sẽ được gì? Thứ nhất là chúng ta được là trở thành cổ đông của tập đoàn. Cái thứ hai là chúng ta nắm giữ cái cổ phần tương đương với cái số vốn chúng ta bỏ ra, mà tùy theo vào cái giai đoạn các anh chị bắt đầu nắm giữ, đúng không ạ? Và cái thứ ba là chúng ta có thể là cho, biếu, tặng hoặc thừa kế cho con cháu sau này. Đó là cái điều là ba thứ của chúng ta. Đó, và các anh chị có biết không ạ? Chúng ta đây là hợp đồng vay chuyển đổi. Đó, khi chúng ta nắm giữ cổ phần của Unikai này, chúng ta không phải là mua bán gì ở đây ạ. Đã lên sàn đâu, đã là cổ phiếu đâu mà mua bán, đúng không ạ? Chúng ta đây là hợp đồng vay chuyển đổi. Em Thu và các anh chị tìm hiểu thấy ok thì các anh chị nắm giữ cái cổ phần, đúng không ạ? Nắm giữ cái cổ phần, tìm hiểu. Và cổ phần này không bắt buộc các anh chị phải lấy cổ phần ngay. Trong vòng 3 năm các anh chị có thể cho công ty vay nếu các anh chị chưa tin tưởng vào tập đoàn này. Trong 3 năm các anh chị, cái tập đoàn này làm ăn thật, tương lai phát triển mạnh, thì lúc đó các anh chị ký nhận cổ phần vẫn chưa muộn. Còn nếu không, các anh chị là cho công ty vay,
cho công ty vay 35, các anh chị lấy về hoàn toàn 100% gốc và 4% lãi. Đó, đấy là hợp đồng vay chuyển đổi chứ không có sự mua bán gì ở đây. Đấy, thì chỉ cần 4 tiêu chí thế thôi. Lý do vì thế mà em Thu và hơn 200.000 nhà đầu tư của Việt Nam đã và đang lắm giữ và tiếp tục lắm giữ. Đúng không ạ? Đó, cho nên không phải chúng ta lắm giữ đây để giàu. Giàu chỉ là một vế thôi, một phần thôi. Nhưng chúng ta lắm giữ cổ phần đây là chúng ta góp công góp sức với ngài chủ tịch để đưa cái công nghệ này ra để cứu cái hành tinh này, mà trong đó hành tinh này là chúng ta và tương lai con cháu chúng ta ở cái hành tinh này. Thì có đúng là cứu cả tương lai con cháu chúng ta không phải là ô nhiễm môi trường nữa, ra đường không phải tắc đường muộn giờ làm nữa, và cái tai nạn giao thông các anh chị biết rồi đấy ạ. Đấy, cái công nghệ này ra đời là cứu 1,5 triệu dân trong một năm trên toàn cầu chết vì tai nạn. Thì các anh chị thấy có giá trị không ạ? Đó, như em Thu đã nói rồi, nếu không giá trị đó thì những cái tầm quốc tế như ông Dubai và những cái chính phủ các quốc gia, người ta tại sao người ta lắm giữ mà mình là gì đúng không ạ? Em Thu chỉ cần nói là em Thu khi chia sẻ cho quý cô chú anh chị khi tìm hiểu gõ cửa đến nhà em Thu thôi, thì em Thu thấy là chỉ cần nói với các cô là các cô, các anh, các chị, các em thì nhìn lại, nếu như mình chưa có đủ tầm kiến thức và đủ tầm để nhìn xa như những ông quốc vương Dubai và những các chính phủ của quốc gia khác, thì chúng ta chỉ cần nhìn họ thôi, chúng ta chỉ học theo họ thôi, chúng ta đã thành công rồi, đúng không ạ? Đó là hôm nay là cái tiêu đề là em muốn gửi đến quý cô chú anh chị, là có 4 cái tiêu đề. Thứ nhất là chúng ta có 4 cái tiêu chí. Thứ nhất là chúng ta làm gì? Chọn kênh đầu tư là tốt nhất. Thứ nhất là có kênh vàng, thứ hai là có kênh bất động sản, thứ ba là về cổ phiếu đã lên sàn, đúng không ạ? Đã lên sàn là phải giá cao rồi, đúng không ạ? Và cái thứ tư là cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Các anh chị có thể có 25 triệu, các anh chị cũng nắm giữ cổ phần của tập đoàn, nhưng 25 triệu các anh chị không thể là mua được bất động sản. 25 triệu thì anh chị mua cổ phiếu đã lên sàn rồi thì được mấy cổ phiếu đâu, đúng không ạ? Mà chưa có kiến thức thì chúng ta dễ bị bay trong nốt nhạc lắm các anh chị ạ. Thông tin chưa không có, kiến thức chưa có thì có đúng là dễ bay không ạ? Đấy, thị trường mà khi lên sàn các anh chị ạ, nó gọi là thị trường, mình làm sao biết được cả thị trường được, đúng không ạ? Đó, nếu như mình không có kiến thức cho nên mới xảy ra nhiều nhà mất đất mất nhà, gia đình tan nát là như vậy đấy ạ. Và các anh chị có biết không, em sau những cái tiêu chí ngày hôm nay, em mong các anh chị hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu về cái công nghệ của tập đoàn Unica. Đó, một công nghệ nhiều anh chị cứ nói là Skyway thế nọ thế kia, đúng không ạ? Skyway nó chỉ là một cái tên của một sản phẩm chứ không phải là tên của tập đoàn đâu ạ. Đấy, tập đoàn Unica viết tắt là UST đấy ạ. Đấy, viết tắt là UST chứ không phải tên của tập đoàn là UST đó. Đấy, nhưng mà nếu như các anh chị mà cứ nói Skyway đó thì là các anh chị nhầm ở cái chỗ là đó là chỉ là tên một cái sản phẩm thôi, tên một cái sản phẩm công nghệ của tập đoàn thôi. Bây giờ là có 11 hệ sinh thái, 11 công ty con rồi. Nhưng các anh chị biết không, trong tương lai Unica đấy thì có hàng trăm công ty, 200 công ty, đúng không ạ? Mỗi một sáng lập, mỗi một cái bằng sáng chế là một công ty, là một hệ sinh thái đấy các anh chị ạ. Và chúng ta lắm giữ cổ phần gốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ lắm được những cái mà tất tần tật cái hệ sinh thái bây giờ và trong tương lai đấy ạ, nếu chúng ta giữ được đó, chứ không phải là chúng ta lắm giữ cổ phần ngày hôm nay chỉ là được 11 hệ sinh thái ngày hôm nay đâu, mà chúng ta sẽ giữ được lâu dài là chúng ta sẽ có bao nhiêu công ty, bao nhiêu hệ sinh thái đó, thì chúng ta sẽ được lợi nhuận ở những hệ sinh thái ra đời tiếp theo. Đó được gọi là đồng sở hữu công nghệ đấy các anh chị ạ. Đó, và chúng ta từ số vốn rất là nhỏ chúng ta cũng trở thành cổ đông của tập đoàn và lắm giữ và trở thành cổ đông, thì các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Việc gì chúng ta phải đau đầu làm gì để những cái kênh kia và lo mất mát, đúng không ạ? Đó là những tiêu chí em Thu hôm nay muốn là gửi đến quý cô chú anh chị. Đấy, chúng ta có thể trao biếu tặng cơ mà, nó cứ như cái sổ đỏ đất của chúng ta có thừa kế cho con,
con tên là A, tên là B. Đấy, chúng ta cho con nào thì con ý biết biết là con chúng ta cho con trai hay cho con gái thì cái cổ phần này cũng vậy. Thì các anh chị cho ai biếu tặng ai đều được hết. Đấy, chứ không phải là như là những cái lướt sóng sân sàn đâu ạ. Nó khác hoàn toàn nhá. Đấy, rất là giá trị. Nhưng mà nếu như các anh chị mà chỉ đứng ở ngoài thôi, chỉ biết nghe những cái người mà người ta nói qua nói lại, những cái người có thể người ta chưa hiểu hết. Đấy, người ta chỉ đứng ở ngoài, không khác cái anh chị đứng ở ngoài nhá. Các anh chị vào nhà em Thu mới biết trong nội thất nhà em Thu có những gì, đúng không ạ? Cái kệ nhà em để đâu, cái kép nhà em để đâu, cái bếp nhà em để đâu. Đấy, cái ban thờ nhà em kê ở đâu, cái giường ở phòng này em kê ở chỗ nào. Đấy, nhà vệ sinh nhà em hướng nào. Đó, thì có vào bên trong các anh chị mới biết được. Còn các anh chị đứng ngoài, các anh chị chỉ biết là cái nhà này 3 tầng, 4 tầng. Cái nhà này có cái lán, có xưởng, cái nhà này có cái màu trắng, có cái màu đen nó cải rồi. Chứ anh chị không thể nhìn được cái bên trong. Chúng ta đi tìm cơ hội cũng vậy. Chúng ta phải nghiêm túc, chúng ta phải tìm hiểu, quan tâm và tìm hiểu sâu về nó. Chúng ta phải vào trong nhà, chúng ta phải vào bên trong, chúng ta mới biết được cái giá trị. Và chúng ta biết được là họ đang làm gì và làm những gì và sẽ làm gì. Đó là những cái tiêu chí để chúng ta tìm hiểu. Đó là những cái lời khuyên của em Thu, là khi chúng ta hãy là tìm hiểu một cơ hội, nhất là cơ hội Unikai, thì các anh chị hãy cho mình một chút thời gian, có thể là vài tiếng các anh chị cũng hiểu ra, đúng không ạ? Và lý do các anh chị có biết là tại sao em Thu giúp được những nhà đầu tư ở bên Đài Loan, ở bên Đức, ở bên Áo không ạ? Là lý do là em Thu phân tích được cho họ hiểu được cái giá trị khi nắm giữ cổ phần doanh nghiệp nó hơn bất động sản nào. Và các anh chị có biết không, cái chị sinh năm 1975, chị là người Việt Nam quốc tịch Áo đấy, chị còn nói là chị biết em sớm, chị biết cái công nghệ này sớm thì chị không mua đất rồi. Người chị quê ở thành phố Hồ Chí Minh mình đấy ạ. Chị bảo nếu như chị biết thì chị đã không nắm giữ bất động sản cái tháng 2 vừa rồi. Nếu như chị, tức là chị bảo là chị, cái số của chị là chắc là bây giờ mới được biết. Đó, chị bảo thế. Nếu chị biết là chị sẽ không bao giờ chị mua bất động sản nữa, mà bây giờ bất động sản lại như vậy. Và chị bảo là nếu như mà chỉ cần đủ gốc thôi, các anh chị ạ, chỉ cần đủ gốc thôi, chị sẵn sàng chị dịch chuyển, nắm giữ cổ phần. Mà mới quen em Thu thôi, mới biết thôi ạ. Đó, và em Thu phân tích cho chị hiểu là như vậy. Bởi vì các chị cũng là những người từng trải, đã lăn lộn cuộc sống ở nước này nước kia rồi. Chị cũng đi Hàn, đi Nhật, xong rồi chị mới sang Áo và chị đã lập gia đình bên đó. Và chị sinh năm 1975, bằng tuổi chị chồng của em Thu thôi. Đó, thì những tại sao em giúp được những các anh chị mà rất là giỏi, giỏi hơn em Thu rất là nhiều. Nhưng họ về cái lĩnh vực của em Thu họ lại chưa biết. Bởi vì nắm giữ cổ phần doanh nghiệp nó là mới mà các anh chị ạ. Nó là mới, với Việt Nam chúng ta là mới, đúng không ạ? Vài năm nay thôi. Nhưng mà về các nước Mỹ người ta biết từ lâu lắm rồi. Về cổ phần doanh nghiệp trước IPO ở bên Mỹ nó lâu, quá lâu rồi. Hàng bao nhiêu năm qua rồi. Đó, cho nên các anh chị hãy tìm hiểu, hãy cho mình một cơ hội để tìm hiểu cơ hội Unikai nhé. Và bây giờ cũng em nói cũng rất là nhiều rồi. Và ngày mai hẹn các quý cô chú anh chị vào 20 giờ tối ngày mai. Em sẽ gặp quý cô chú anh chị, chúng ta sẽ trao đổi tiếp tục. Và ngày mai nếu các anh chị có hỏi gì thì các anh chị hỏi. Còn bây giờ thời gian cũng em cũng chỉ là quy định là em chỉ lên 1 giờ thôi, 1 giờ để trao đổi và giao lưu với các anh chị. Và em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em hãy lựa chọn. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã chia sẻ cho em Thu cái live stream của em Thu và tương tác với em Thu và tag tên bạn bè và thả tim thả like giúp em Thu để em Thu có buổi live stream thành công. Đó, thì em Thu cũng rất là cảm ơn các quý cô chú anh chị, các bác đã vào bình luận và những cái comment rất là tích cực. Đấy, và em Thu cũng muốn là gửi đến quý cô chú anh chị một sức khỏe để chúng ta bước đến những cái công việc ngày mai. Và các anh chị hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu nghiêm túc thực sự để chúng ta sẽ đón nhận những cái sự giàu có nghiêm túc đến với chúng ta. Và bây giờ em Thu xin chào và tạm biệt quý cô chú anh chị em nhà mình nhé. Em xin chào ạ.